Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay có những tin chính sau đây. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hải giám sát triển khai thực hiện nghị quyết số 68 tại thành phố Phúc Yên. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày thành lập 19 tháng 9 năm 1956, 19 tháng 9 năm 2021 và đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên đã phê duyệt hỗ trợ đối với 546 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số tiền 819 triệu đồng, hỗ trợ 3 doanh nghiệp với tổng số 44 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, số tiền gần 200 triệu đồng, hỗ trợ 183 đối tượng là trẻ em và người đang thực hiện điều trị cách ly y tế với tổng số tiền trên 180 triệu đồng. Hiện thành phố đang tiếp tục rà soát, thẩm định để hỗ trợ các hộ kinh doanh đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hải đánh giá cao sự nỗ lực của thành phố Phúc Yên trong việc triển khai thực hiện hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trên địa bàn do đại dịch Covid-19 theo nghị quyết 68 của Chính phủ kịp thời, hiệu quả. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Phúc Yên gặp phải trong quá trình thực hiện và đề nghị thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan, tiếp tục chỉ đạo các xã, phường rà soát triển khai thực hiện việc hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đồng thời tổ chức thanh tra kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ của các đơn vị, địa phương để nắm rõ tình hình, từ đó có biện pháp khắc phục phù hợp với thực tiễn. Sáng nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đài 19 tháng 9 năm 1956, 19 tháng 9 năm 2021 và đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Tới dự có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh. Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc có tiền thân là một trạm truyền thanh tại thị xã Vĩnh Yên, được thành lập vào ngày 19 tháng 9 năm 1956. Chặng đường 65 năm lịch sử, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đã nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng phát triển và trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Từ 21 cán bộ, nhân viên những ngày đầu mới tái lập tỉnh, đến nay, Đài đã có 127 cán bộ, viên chức, người lao động. Từ các trang thiết bị phát thanh truyền hình còn thô sơ những năm đầu tái lập tỉnh, chỉ phát thanh một buổi một ngày, truyền hình phát một buổi một tuần, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực của Đài không ngừng được quan tâm, đầu tư. Đến nay, kênh truyền hình Vĩnh Phúc đã được phát sóng trên vệ tinh Vinasat 2 và trên nhiều hệ thống kênh truyền dẫn khác với thời lượng 24 giờ một ngày, phát thanh thời lượng 3 giờ một ngày. Trang thông tin điện tử của Đài được nâng cấp, tích hợp nhiều công nghệ mới theo hướng hiện đại. Những năm gần đây, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc không ngừng đổi mới nội dung chương trình, hình thức thể hiện của 3 tờ báo, phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử, đáp ứng xu thế phát triển của báo chí hiện đại, liên tục mở thêm các chương trình, mục, chuyên mục, đảm bảo cân đối, hài hòa giữa các thể loại trong kết cấu chương trình, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin và giải trí, phục vụ khán thính giả, độc giả. Đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đã luôn sát cánh và là một trong những lực lượng tiên phong trên tuyến đầu chống dịch, chủ động truyền tải kịp thời, chính xác công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh trong công tác phòng chống dịch. Những nỗ lực quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp để đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ thành quả phòng chống dịch, xây dựng vùng xanh an toàn trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật qua chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đề nghị trong thời gian tới,
đài cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, thường xuyên quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh về công tác báo chí, xuất bản, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không để sai sót về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị, bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại cũng như sự cạnh tranh của các loại hình báo chí khác và mạng xã hội trong thời kỳ 4.0. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện có hiệu quả đề án phát triển Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thực hiện tốt công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân và cộng đồng chung tay bảo vệ thành quả chống dịch, xây dựng vùng xanh bền vững trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Chúng ta phải tạo ra được những cái tác phẩm báo chí có chất lượng để phản ánh một cách sinh động nhất. Và thông qua các tác phẩm báo chí đó là củng cố cái niềm tin của người dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền trong cái quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Nếu chúng ta có những tác phẩm tốt, không những phản ánh thực tiễn đời sống mà chúng ta còn gợi mở những vấn đề để từ đó giúp các cấp, các ngành có những cái định hướng trong cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Huy Vĩnh đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua. Nhiều tập thể và cá nhân của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc nhận cờ thi đua, bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỷ niệm chương vì sự nghiệp truyền hình Việt Nam, bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đi kiểm tra thực tế hoạt động của các tổ phòng chống COVID cộng đồng tại một số địa phương trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Huyện Bình Xuyên hiện có 146 tổ phòng chống COVID cộng đồng với hơn 1.000 thành viên. Kiểm tra công tác phòng chống dịch của các tổ phòng chống COVID cộng đồng trên địa bàn huyện, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh yêu cầu các địa phương của huyện Bình Xuyên vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Trong bối cảnh dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vẫn nhiều diễn biến phức tạp, công dân của tỉnh Vĩnh Phúc tại các địa phương này rơi vào tình cảnh thất nghiệp, mất việc làm và gặp khó khăn trong cuộc sống, thì nhu cầu được trở về quê hương là nguyện vọng chính đáng. Tuy nhiên, việc trở về của công dân nếu không có giải pháp triệt để sẽ kéo theo nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị các tổ phòng chống COVID cộng đồng cần chủ động thực hiện các biện pháp mạnh, quyết liệt nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo vệ vùng xanh an toàn trong các khu dân cư. Trước mắt, khẩn trương triển khai hiệu quả các biện pháp cấp bách nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ người từ các địa phương khác trở về. Thường xuyên nắm bắt tình hình di biến động của người dân qua sổ nhật ký ghi chép hàng ngày, đồng thời tích cực tuyên truyền đến từng người dân phải có trách nhiệm với chính mình, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Công an tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh với cán bộ chiến sĩ, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Trong không khí cởi mở, tại buổi đối thoại, 27 câu hỏi và ý kiến của cán bộ chiến sĩ được đặt ra, tập trung vào các nội dung như công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ, công tác đánh giá xếp loại đảng viên, công tác hậu cần kỹ thuật, việc tham gia hoạt động các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác chuyên môn cụ thể theo từng lĩnh vực công tác đoàn hội. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, đúng thẩm quyền, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đơn vị chức năng đã trả lời đầy đủ chi tiết các câu hỏi đặt ra và tiếp thu các ý kiến đóng góp tại buổi đối thoại. Đây là một hoạt động thường niên của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nhằm giúp cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nắm, hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ những vướng mắc trong các mặt công tác của đảng viên, cán bộ chiến sĩ, qua đó giúp cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh động vật những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 8 tháng đầu năm, Việt Nam cơ bản kiểm soát tốt các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản, tạo thuận lợi cho chăn nuôi phát triển.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thú y đã hỗ trợ cho các địa phương hơn 90.000 liều vaccine lở mồm long móng, trên 279.000 lít hóa chất phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, trên 380 tấn hóa chất phòng chống dịch bệnh thủy sản cho các địa phương, đồng thời tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, xây dựng các chuỗi vùng chăn nuôi an toàn, nâng tổng số cơ sở vùng chăn nuôi an toàn trên phạm vi cả nước lên 2.301 cơ sở. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện nhiều ổ dịch cúm gia cầm AH5N1, AH5N6, AH5N8 đã gây bệnh, buộc tiêu hủy gần 400.000 con gia cầm. Dịch tả lợn châu Phi, bệnh lở mồm long móng trên đàn lợn, châu bò diễn biến phức tạp trong cả nước, gây thiệt hại gần 94.000 con gia súc. Riêng dịch bệnh thủy sản, từ đầu năm đến nay, cả nước đã bị thiệt hại khoảng 16.253 ha nuôi trồng thủy sản. Để tiếp tục phòng chống dịch bệnh tốt, bảo vệ ngành chăn nuôi 3 tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng vaccine phòng các dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm, long móng, tai xanh, viêm da nổi cục, tăng cường hướng dẫn chủ vật nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan ra diện rộng, tạo thuận lợi cho việc sản xuất, xuất nhập khẩu, vận chuyển các loại thuốc, vaccine thú y, hóa chất cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh động vật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt bố trí kinh phí phòng chống dịch gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2022 theo quy định của luật thú y. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới để đảm bảo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát trên các tuyến đường ra vào tỉnh Vĩnh Phúc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh hướng dẫn chỉ đạo một số nội dung cụ thể như sau. Đối với người ra vào tỉnh Vĩnh Phúc từ địa phương đang thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đến phạm vi cấp xã, người sinh sống lưu trú tại các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 hoặc khu vực đang thực hiện cách ly y tế vùng có dịch, vùng đỏ, Chính phủ yêu cầu không được di chuyển ra khỏi tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách. Trường hợp không tuân thủ khi vào tỉnh Vĩnh Phúc phải thực hiện cách ly y tế tập trung và xét nghiệm như đối với trường hợp F1 theo quy định. Đối với các trường hợp là lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức của Trung ương, địa phương thực hiện công vụ, các chuyên gia, các lãnh đạo doanh nghiệp, người lao động mà được phép đi lại hoặc các đối tượng trong quá trình làm việc phải di chuyển từ các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 đến tỉnh Vĩnh Phúc và ngược lại, theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định, mang theo các giấy tờ theo yêu cầu nhiệm vụ công tác, thực hiện công vụ, một trong các giấy tờ tùy thân, thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 kết quả âm tính trước khi đi công tác, trước khi về tỉnh phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 3 ngày gần nhất. Đối với người ra vào tỉnh Vĩnh Phúc từ địa phương đang thực hiện chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ tính đến phạm vi cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, cán bộ quản lý, công nhân, người lao động hiện đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các chuyên gia, người lao động có giao kết hợp đồng với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện theo quy định tại điểm B, mục 3, điều 1 của quyết định số 2519 QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2021. Khi đi qua chốt, phải đáp ứng các giấy tờ sau, giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận kèm theo bản cam kết, phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính trong vòng 72 giờ. Giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động hiện đang làm việc, học tập tại trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện theo quy định tại điểm C, mục 3, điều 1 của quyết định số 2519 QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2021 khi đi qua chốt phải đáp ứng các giấy tờ sau, giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận kèm theo bản cam kết, phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính trong vòng 7 ngày. Đối với người ra vào tỉnh Vĩnh Phúc từ địa phương không có dịch, không bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính trong vòng 72 giờ khi đi qua chốt, nhưng phải đáp ứng các giấy tờ sau, giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận kèm theo bản cam kết. Đối với người bệnh, người chăm sóc người bệnh từ tỉnh Vĩnh Phúc sau khi kết thúc đợt điều trị tại các cơ sở điều trị thuộc khu vực, tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16, chỉ thị số 15, thực hiện cách ly, điều trị tại cơ sở y tế hoặc tại nhà theo quy định, khi đi qua chốt phải đáp ứng các giấy tờ sau, giấy tờ tùy thân, giấy ra viện hoặc giấy tờ liên quan đến công tác điều trị, phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính trong vòng 72 giờ.
đối với phương tiện giao thông luồng xanh thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc. Nhằm xây dựng vùng xanh an toàn trong phòng dịch để các doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất kinh doanh, huyện Bình Xuyên đã triển khai vùng xanh trong phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Là khu vực tập trung nhiều nhà trọ và công nhân lưu trú, để đảm bảo công tác phòng chống dịch và thực hiện xây dựng vùng xanh an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, 14 tổ phòng chống COVID cộng đồng và 113 tổ liên gia tự quản trên địa bàn thị trấn Ba Hiến đã chủ động tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân, đồng thời tăng tần suất kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch. Yêu cầu nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình cho thuê nhà trọ, thực hiện nghiêm quy tắc an toàn trong phòng chống dịch bệnh, chỉ cho phép người dân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trước đó lưu trú tại địa bàn. Những người lạ từ nơi khác đến nếu không có giấy tờ theo quy định và lý do chính đáng thì tuyệt đối không được vào bên trong khu dân cư. Dịch thì ai cũng sợ, thế nên là mình phải thực hiện trước mặt bảo vệ cho mình, xong rồi bảo vệ cho mọi người. Thế thì mình là người dân thì mình phải thực hiện đúng theo cái chỉ thị của Đảng nhà nước. Quán triệt tuyên truyền nên là tôi đi đến là phải đi phải báo cáo khách là không tiếp khách lạ rồi. Ví dụ các cháu mà ở đây là muốn về nhà phải test COVID, xuống cũng phải test COVID, phải có giấy tờ thì mới được vào, không có giấy tờ không cho vào. Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các tổ và các thành viên trong tổ được chịu trách nhiệm quản lý ở cái tổ mình. Ví dụ như mỗi tổ chúng tôi sẽ giao gắn với nhiệm vụ là mỗi một tổ sẽ từ 30 đến 40, có thậm chí có những tổ đến 50 hộ. Thì những ông tổ trưởng đó phải gắn trách nhiệm mình là phải thường xuyên rà soát đến toàn bộ những công nhân đến ở trọ, đi và đến, và đặc biệt là thường xuyên nhắc nhở các chủ nhà trọ phải thực hiện tốt công tác 5K. Huyện Bình Xuyên tiếp tục duy trì tăng cường hơn nữa các giải pháp quyết liệt hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để quyết tâm thực hiện vùng xanh toàn diện trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh trong cộng đồng, đặc biệt nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy chính quyền để áp dụng các giải pháp theo quy định tương ứng với mức độ nguy cơ của dịch với phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn, thấp hơn. Chúng tôi cũng chỉ đạo huy động cái sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Trong đó thì đặc biệt quan tâm tới các cái mô hình hiện nay, ví dụ như là tổ COVID cộng đồng. Chúng tôi cũng chú trọng tới cả cái đối tượng ở đây là cấp cơ sở, đặc biệt tới tận thôn, tổ dân phố, làm sao mà để cho dịch bệnh ở bên ngoài không thể xâm nhập được vào, và đối với bên trong thì kiểm soát thật chặt. Để giữ vững thành quả chống dịch, thực hiện mục tiêu xây dựng vùng xanh an toàn, huyện Bình Xuyên xây dựng mỗi xã thị trấn là pháo đài phòng chống dịch, mỗi người dân là chiến sĩ, thực hiện tốt chủ trương, ai ở khu vực nào thì ở khu vực đó, ưu tiên duy trì sản xuất nhưng phải đảm bảo phương án phòng chống dịch COVID-19, tập trung kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp có đông công nhân, quyết tâm thực hiện và duy trì Bình Xuyên là vùng xanh toàn diện, bền vững. Xác định việc đồng hành tháo gỡ khó khăn cho khách hàng đang chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động kinh doanh. Đây cũng chính là điều kiện để các tổ chức tín dụng đảm bảo việc tăng trưởng bền vững. Chính vì vậy, nhiều giải pháp, gói hỗ trợ đã và đang được các ngân hàng trên địa bàn triển khai hiệu quả, từng bước tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Nguồn nguyên liệu đầu vào gặp khó, giá vận chuyển tăng, thị trường tiêu thụ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, dẫn đến sản lượng và doanh thu của công ty cổ phần Khởi Hoa Thiên Á, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên bị sụt giảm mạnh trong năm 2020. Từ tháng 5 năm 2021 đến nay, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở một số tỉnh thành trong cả nước đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ đồng hành kịp thời của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Vĩnh Phúc 2 trong việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giảm lãi suất đối với các khoản vay của doanh nghiệp đã tạo động lực để doanh nghiệp vượt khó. Tính đến nay, sản lượng và doanh thu của doanh nghiệp này đã tăng trưởng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2020. Với cái sự giúp đỡ của ngân hàng thì bên mình cũng rất là cảm thấy sự đồng hành của ngân hàng đối với công ty rất là tốt rồi. Nhưng mà cũng mong muốn là khi mà cái dịch bệnh mà tiêm vaccine nó ổn định trở lại và cái nền kinh tế nó phát triển tiếp thì mong muốn là ngân hàng sẽ đồng hành tiếp theo và đặc biệt là cho thêm vay vốn để phát triển trở lại. Thực hiện việc hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tính đến hết tháng 8 năm 2021, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc, BIDV Vĩnh Phúc đã hỗ trợ cho hơn 2.000 khách hàng với dư nợ gần 4.700 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52% tổng dư nợ toàn chi nhánh.
Bên cạnh đó, ngân hàng cũng giảm phí giao dịch cho các khách hàng giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử. Chúng tôi cũng đưa ra rất là nhiều những cái giải pháp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các cá nhân. Chúng tôi đã giảm lãi suất từ 1 đến 2% cho các doanh nghiệp, cho các hộ kinh doanh và đưa ra những cái gói với cái lãi suất thì rất là thấp và rất là hợp lý để cho các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh có cái phục hồi lại cái sản xuất kinh doanh. Sự hỗ trợ kịp thời của các ngân hàng trong việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu cũng như các khoản vay mới với lãi suất ưu đãi đã và đang là đòn bẩy các khách hàng phần nào vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, tính từ ngày 31 tháng 7 đến nay, đã qua 48 ngày trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Toàn tỉnh có 230 trên tổng số 234 bệnh nhân mắc SARS-CoV-2 đã được điều trị khỏi bệnh. Số trường hợp F0, 0. Tổng số trường hợp đang giám sát y tế, 78.516. Số trường hợp F1 hiện đang cách ly, 0. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu người dân Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế và thông điệp 5K và 5T của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. 5K gồm 1. Không đi ra ngoài tỉnh khi không thực sự cần thiết. 2. Không gặp gỡ tiếp xúc với người lạ, nhất là người tỉnh ngoài đến Vĩnh Phúc. 3. Không vi phạm các quy định phòng chống dịch. 4. Không lơ là, chủ quan, coi thường dịch. 5. Không lợi dụng tình hình dịch để trục lợi. 5T gồm 1. Tuân thủ đúng các quy định về phòng chống dịch. 2. Tự giác khai báo khi có người thân, khách từ tỉnh có dịch đến nhà. 3. Tố giác tổ chức cá nhân vi phạm qua đường dây nóng của Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, Công an, xã, phường, thị trấn. 4. Tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương. 5. Tự bảo vệ mình và gia đình, bạn bè, người thân, cơ quan, hàng xóm an toàn khỏe mạnh trước nguy cơ đại dịch. Cập nhật số liệu xử phạt vi phạm hành chính ngày 17 tháng 9 năm 2021. Trong ngày hôm nay, 17 tháng 9, lực lượng công an đã tổ chức kiểm tra nhắc nhở 33 doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, kinh doanh trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện vi phạm quy định phòng chống dịch. Phát hiện, củng cố hồ sơ, xử lý một trường hợp không chấp hành mệnh lệnh của lực lượng chức năng, cố tình điều khiển phương tiện vượt qua chốt kiểm soát khi không đủ điều kiện. Trong ngày, lực lượng công an đã đề nghị xử phạt 11 trường hợp về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 13 triệu đồng, 4 trường hợp về hành vi bỏ khẩu trang không đúng quy định với số tiền 1 triệu 350 nghìn đồng, 2 doanh nghiệp về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền với số tiền 30 triệu đồng, 3 trường hợp về hành vi đi theo đường mòn, lối mở và địa bàn với số tiền 22 triệu 500 nghìn đồng, 1 trường hợp về hành vi không khai báo y tế với số tiền 5 triệu đồng, 1 trường hợp về hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế với số tiền 2 triệu đồng, 16 trường hợp về hành vi tụ tập đông người với số tiền 120 triệu đồng, 1 trường hợp về hành vi không chấp hành mệnh lệnh của lực lượng chức năng, cố tình điều khiển phương tiện vượt qua chốt kiểm soát với số tiền 2 triệu 500 nghìn đồng. 1 trường hợp về hành vi sử dụng giấy tờ của người khác để đi qua chốt kiểm dịch với số tiền 9 triệu đồng. Tại 9 chốt kiểm soát cấp tỉnh và 22 chốt kiểm soát cấp huyện, lực lượng công an đã chủ trì kiểm tra 16.079 lượt phương tiện, 21.001 lượt người, yêu cầu quay trở lại địa phương 220 phương tiện không đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch. Xã Vũ Di được huyện Vĩnh Tường giao nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự vào cuộc của người dân địa phương, đến nay đích đến nông thôn mới nâng cao của Vũ Di đã ở rất gần. Mặc dù không phải là thôn làm điểm nông thôn mới kiểu mẫu, song người dân thôn Yên Nhiên vẫn tập trung nỗ lực cải thiện cảnh quan môi trường cũng như các tiêu chí để thay đổi bộ mặt thôn quê. Ngoài hệ thống hoa cây cảnh do địa phương trang trí hai ven đường ngõ xóm, thì người dân trong thôn cũng góp sức góp cây làm đẹp nơi mình sống. Chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động nhân dân, coi thế là mỗi một hộ, cố gắng hộ nào có gia đình nào có cây xanh, hoa cây cảnh, chậu hoa thì vận động các hộ là đưa ra ngoài ven rễ đường để cho nó cái quang cảnh của nông thôn mới cho nó sinh động thêm. Thứ hai nữa là hàng ngày thì tuyên truyền bà con là gia đình nào giáp các cái trục đường nào thì các gia đình là tự giác vệ sinh. Chậu hoa cây cảnh này là nhà nước và nhân dân cùng làm, bảo vệ là mình phải chu đáo cẩn thận.
để đặt như này là để cho cái hình thức cho người dân. Nhà nào đặt vào phải tưới, chăm bón thì nó mới đẹp, có một cái không gian. Để hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí của thôn dân cư kiểu mẫu, thôn Vũ Di đang vận động nhân dân hoàn thiện 2 tiêu chí còn thiếu về khuôn viên nhà văn hóa thể thao thôn và tỷ lệ trồng cây xanh hai bên đường ngõ xóm. Sau gần 2 năm triển khai xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu, một làng quê yên bình, trù phú và đang sống đang dần hiện hữu. Cho đến bây giờ thì về cơ bản là các tiêu chí đều hoàn thành, còn mỗi tiêu chí về môi trường, về cây xanh ở trục đường làng thì thôn đã tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các đoàn thể huy động toàn dân là sẽ mua cây cảnh rồi là chậu để ở trục cổng của mỗi hộ dân để tạo cảnh quan xanh sạch đẹp để phấn đấu đến cuối năm 2021 là sẽ hoàn thành đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Dù triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao trong điều kiện chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch COVID-19, song nhờ sự vào cuộc quyết liệt của ban chỉ đạo xã cùng sự đồng thuận cao của nhân dân, nhiều hạng mục công trình được khẩn trương thi công, hoàn thiện. Đến nay, xã Vũ Di đã hoàn thành 3 trên 5 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Các chỉ tiêu của 2 tiêu chí còn lại là tỷ lệ trồng cây xanh từ đường xã, đường trung tâm xã đến đường huyện, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đang được chính quyền xã huy động các nguồn lực để hoàn thiện vào cuối năm nay. Địa phương cũng phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu. Sau khi phát động thì các thôn xóm cũng đã hưởng ứng và thực hiện tốt. Đảng ủy, ủy ban xã cũng đang chỉ đạo quyết liệt các thôn xóm là xây dựng các đường hoa cây cảnh để đảm bảo cái tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu. Thì đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã chúng tôi các tiêu chí cơ bản đã hoàn thành, thì còn mỗi cái tiêu chí về đường hoa cây cảnh mà chúng tôi đang thực hiện. Chặng đường về đích nông thôn mới nâng cao của xã Vũ Di đang rất gần. Với những nỗ lực của chính quyền và sự ủng hộ vào cuộc tích cực của người dân, bộ mặt nông thôn mới ở Vũ Di sẽ thực sự mới và trở thành miền quê kiểu mẫu.